Cho Mikel, cảm ơn sự có mặt của ông. Rõ là đang có sự thất vọng lớn khi mà Arsenal đã có nhiều cơ hội bị bỏ lỡ dù đã áp đảo trận đấu. Ông đánh giá nó như thế nào? Vâng, chính xác là như vậy. Tôi nghĩ chúng tôi đã phải rời sân hôm nay với nhiều thứ hơn chứ không phải chỉ như hiện tại. Mọi thứ đang hoàn toàn cởi mở cho trận đấu thứ năm tới. Còn thì chúng tôi đã có những điều tích cực sau trận đấu, khi mà chúng tôi đã áp đảo và có nhiều phút thi đấu thực sự tốt, khi mà đã tạo ra được những cơ hội 10-10. Chúng tôi chỉ đơn giản thiếu lạnh lùng trong vòng cấm địa đối thủ, và rõ thì có thêm sự thất vọng với cái cách mà chúng tôi nhận bàn thua. Aubameyang đã ghi hat-trick cuối tuần rồi, nhưng hôm nay lại bỏ lỡ nhiều cơ hội mà đáng ra nấy nên làm tốt. Liệu đó chỉ là chuyện bình thường của tiền đạo hay có vấn đề gì ở đây? Chuyện đó thường xảy ra thôi. Còn thì cậu ấy đã là người có được những cơ hội ngon ăn nhất của đêm nay. Cậu ấy đã là một mối nguy hiểm thực sự cho đối thủ. Đó là lý do tại sao tôi sử dụng Aubameyang khi mà đối thủ đang dâng hàng phòng ngự như thế. Cậu ấy chỉ là thiếu may mắn khi không thể ghi 2 hay 3 bàn đêm nay, bởi vì ở một ngày bình thường khác, nó sẽ xảy ra như vậy. Mỗi tuần thì chúng tôi đều hỏi ông về Bukayo Saka, chắc ông cũng phát chán khi nói về việc anh ấy đã hay ra sao. Còn để nói thì dường như lúc này anh ấy còn hay hơn và trở nên quan trọng hơn qua từng trận phải không? Cũng như hôm nay một lần nữa, cất tiếng nói khi các đồng đội gặp khó khăn. Tôi nghĩ cô ấy đang có được những phút giây tuyệt vời, thi đấu đầy tự tin và đã thực sự quan trọng ở những kết quả gần đây. Phong độ của cô ấy đang là cao nhất kể từ khi tôi đến đây và cô ấy đã thực sự ổn định. Cô ấy cần giữ được điều đó, tiếp tục làm được những điều như hiện tại, bởi vì lúc này cô ấy là một phần quan trọng của đội. Chào Mikel, tôi có một câu hỏi bây giờ và tôi phải nói là sẽ hỏi tiếp về Bukayo Saka. Không biết lúc này có khó khăn cho ông không để giữ được sự cân bằng khi mà Saka đang thực sự trở nên quan trọng với những gì đang trình diễn ở hiện tại, khi mà anh ấy vẫn còn trẻ và ông không muốn đặt nhiều áp lực. Ông làm gì để cân bằng hai yếu tố đó? Tôi nghĩ chúng tôi phải bảo vệ cậu ấy và giữ sự kỳ vọng ở mức thích hợp, nhưng tôi sẽ không muốn ngắt quãng sự phát triển của cậu ấy, không muốn dùng kiểu chận đá chận không. Tôi nghĩ chúng tôi phải hỗ trợ cho cậu ấy, cho cậu ấy những lời khuyên tốt nhất mọi lúc, và sau đó là quản lý số phút ra sân để cậu ấy duy trì được đẳng cấp. Thế thì chắc việc quản lý số phút thi đấu của anh ấy sẽ là một thử thách nhỉ, khi ông biết rằng cả đội sẽ chơi hay hơn với sự có mặt của Saka. Vào thời điểm này, cậu ấy đang là một mối nguy thực sự cho đối thủ. Cậu ấy đã có mặt trong nhiều bàn thắng lúc này, và sự ổn định trong các màn trình diễn đang là yếu tố giúp cậu ấy có vị trí xuất phát. Nó đang có được sự cân bằng tốt, tuy nhiên dẫu sao thì vẫn chỉ đang 19 tuổi, do đó chúng tôi phải bảo vệ cho cậu ấy. Thank you.